bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Manchester United chính thức có tân binh đầu tiên, giá 60 triệu euro. Ten Hag cho danh sách thanh lý 10 cầu thủ. Manchester United đón tin vui từ Marcus Rashford. Real Madrid sẵn sàng bán lỗ Tchouaméni cho Manchester United. Manchester United chính thức có tân binh đầu tiên, giá 60 triệu euro. Theo Martino, đội chủ sân Old Trafford có thể mang về tân binh đầu tiên trong mùa hè năm 2023. Vị trí của Harry Maguire tại Manchester United đang bị lung lay. Con đường trở lại đội một quỷ đỏ giờ trở nên rất khó khăn. Lý do là phong độ của Rafael Varane và Lisandro Martinez đang lên rất cao. Đồng thời màn trình diễn của cầu thủ 29 tuổi cũng kém thuyết phục mỗi khi được vào sân. Báo chí Anh cho rằng việc Harry Maguire chia tay Manchester United trong mùa hè năm 2023 có thể xảy ra. Điều này tốt cho Harry Maguire và ngược lại cho chính Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford mua Harry Maguire với giá 80 triệu bảng, nhưng phong độ của anh không ổn định. Chưa kể Eric Bailly hay Arsène Tourjebe cũng chuẩn bị rời Old Trafford. Và để chuẩn bị cho sự ra đi kể trên, Manchester United sẵn sàng chiêu mộ Kim Min-jae của Napoli. Quỷ đỏ đang theo dõi sát sao màn trình diễn của cầu thủ người Hàn Quốc. Kim Min-jae gia nhập Napoli từ Fenerbahce mùa hè này với giá 15,5 triệu bảng như sự thay thế cho Kalidou Koulibaly. Trung vệ 25 tuổi chơi nổi bật, liên tục lọt vào đội hình tiêu biểu và giúp Napoli vô địch Serie A. Anh được gọi là Virgil van Dijk mới của châu Á. Cũng theo nguồn tin nói trên, Manchester United đã thống nhất các điều khoản cá nhân với Kim. Hậu vệ này sẽ được tăng mức lương đáng kể khi chuyển đến Old Trafford. Mức giá của Kim chắc chắn không rẻ. Hiện nay, Napoli cài điều khoản phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này lên tới 43,5 triệu bảng, tức là khoảng 50 triệu euro. Xong, quỷ đỏ có thể phải chi hơn 60 triệu euro cho thương vụ này. Napoli cũng luôn biết cách ép giá cầu thủ. Với việc Kim Min-jae đang chơi hay, Manchester United sẽ phải trả một số tiền không hề nhỏ. Ten Hag chốt danh sách thanh lý 10 cầu thủ. Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, Manchester United sẽ phải đẩy đi 10 cái tên, trong đó có không ít cầu thủ có giá trị chuyển nhượng rất cao. Với việc mùa giải 2022-2023 sắp khép lại, ban lãnh đạo của Manchester United đang hướng tới thị trường chuyển nhượng mùa hè để nâng cấp đội hình. Trước đó, đội bóng này sẽ bán đi một loạt cầu thủ để có tiền mua sắm những nhân tố chất lượng. Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, ban lãnh đạo của Manchester United sẽ đẩy đi 10 cái tên, trong đó không ít cầu thủ có giá trị chuyển nhượng rất cao. Người đầu tiên sẽ phải ra đi là hậu vệ đắt giá nhất bóng đá xứ sở sương mù, Harry Maguire, trung vệ đang phải chịu cảnh thất sủng dưới thời của huấn luyện viên Ten Hag. Ở chiều ngược lại, quỷ đỏ đang muốn đưa về Kim Min-jae, trung vệ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, người đang sở hữu phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Bên cạnh Harry Maguire, chính cái tên khác nằm trong diện phải nói lời chia tay Manchester United được báo chí Anh tiết lộ: Anthony Martial, Scott McTominay hay Anthony Elanga. Ngoài ra, các cầu thủ như Dean Henderson, Alex Telles, Arsène Tourjebe hay Eric Bailly cũng sẽ bị đẩy đi sau khi hoàn tất thời hạn cho mượn tại các câu lạc bộ. Trong khi đó, bộ đôi Phil Jones cùng Brandon Williams chịu chung cảnh ngộ như những nhân tố đã nhắc tới. Chia sẻ với truyền thông mới đây, huấn luyện viên Erik ten Hag thừa nhận một số mục tiêu của Manchester United trong phiên chuyển nhượng sắp tới rất muốn đến đội chủ sân Old Trafford. Đội hình sắp tới ten Hag định triển khai tại sân Old Trafford sẽ là những người có thể giúp câu lạc bộ chơi ấn tượng tại Champions League. Với chiến lược gia người Hà Lan, đẳng cấp chỉ là một chuyện, cầu thủ đó nếu không có khát khao đá cho Manchester United, mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa. Về nhân sự bổ sung, ten Hag cần thêm ít nhất 4 tân binh hàng hiệu, bao gồm một trung phòng, hai tiền vệ và một trung vệ để khỏa lấp những vị trí đang tỏ ra yếu kém trong đội hình của Manchester United. Nếu thu được về toàn bộ các ngôi sao mục tiêu ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, dự kiến quỷ đỏ sẽ tốn khoảng 200 triệu bảng. Manchester United đón tin vui từ Marcus Rashford. Marcus Rashford đã trở lại tập luyện với đội 1 của Manchester United tại Carrington trước trận đấu với Bournemouth. Marcus Rashford đã trở lại tập luyện cùng với đội 1 của Manchester United vào sáng thứ Tư. Đây là một tin vui với Manchester United khi tiền đạo người Anh vắng mặt trước Wolves cuối tuần qua vì chấn thương. Tiền vệ Scott McTominay cũng trở lại tập luyện. Cầu thủ người Scotland đã không thi đấu kể từ sau trận thắng 2-0 trước Everton hôm ngày 8 tháng 4. Rafael Varane cũng đã xuất hiện trong nhóm tập luyện của Manchester United. Ở trận đấu hôm trước, Rafael Varane được huấn luyện viên Ten Hag rút khỏi sân sớm để đề phòng tái phát chấn thương. Tuy vậy, có một tin không vui khi tiền vệ Marcel Sabitzer phải nghỉ hết mùa giải. Tuyển thủ Áo gặp vấn đề ở sụn chêm và không thể tiếp tục thi đấu trong phần còn lại của mùa giải này. Lisandro Martinez và Donny van de Beek là những ca chấn thương khác của Manchester United. Hiện tại, Manchester United vẫn đang vướng vào một cuộc đua top 4 khốc liệt khi Liverpool bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa giải. Dù thế, thầy trò Luis Enrique vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết. Chỉ cần thắng 2 trong số 3 trận đấu còn lại của mùa giải, Manchester United chắc chắn về đích trong top 4 và giành vé dự Champions League vào mùa giải năm sau. Sau chuyến làm khách trước Bournemouth cuối tuần này, Manchester United sẽ đối đầu với Chelsea và Fulham trên sân nhà.
Tất cả những đối thủ này đều không còn mục tiêu, nên khả năng giữ vị trí trong top 4 của Manchester United được đánh giá là sấp xỉ 90%. Sau khi hoàn tất mùa giải ở Premier League, Manchester United sẽ còn một trận đại chiến quan trọng nữa với Man City ở chung kết Cúp FA. Đó có thể sẽ là một trận cầu sinh tử để Manchester United ngăn cản Man City tái lập cú ăn ba lịch sử của mình năm xưa. Real Madrid sẵn sàng bán lỗ Tchouaméni cho Manchester United. Tiền vệ Aurélien Tchouaméni đang lọt vào tầm ngắm của các ông lớn tại giải Ngoại hạng Anh. Nhiều cổ động viên Real Madrid từng lo sốt vó khi Casemiro chuyển tới Manchester United ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2022. Tuy nhiên, những sự lo lắng đó đã được xóa tan khi Tchouaméni mang tới màn trình diễn trên cả tuyệt vời. Tchouaméni khiến các fan của Real Madrid không còn phải nhớ nhung Casemiro, đặc biệt là trong nửa đầu của mùa giải. Thậm chí cầu thủ người Pháp còn được đánh giá có những tố chất còn tốt hơn cả Casemiro. Phía Real Madrid coi trọng những đóng góp to lớn của Tchouaméni, tuy nhiên họ sẽ không giữ anh bằng mọi cách ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2023. Thậm chí, Los Blancos còn sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu có đội bóng nào trả 62 triệu bảng để chiêu mộ Tchouaméni. Nguyên nhân là bởi tiền vệ người Pháp gần đây không giữ được phong độ cao và huấn luyện viên Carlo Ancelotti không ít lần đẩy anh lên băng ghế dự bị. Với tình hình như vậy, Tchouaméni đã thu hút sự chú ý của các ông lớn tại Ngoại hạng Anh. Theo tờ El Nacional của Tây Ban Nha tiết lộ, Arsenal đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký ngôi sao của Real Madrid cùng với Manchester United và Liverpool. Đây là mức giá khá hợp lý để Arsenal, Manchester United và Liverpool theo đuổi. Phía Arsenal, họ rất cần nâng cấp tuyến giữa. Pháo thủ trong thời gian qua còn nhắm tới Declan Rice của West Ham nhưng lại bị hét giá quá cao. Manchester United đã có Casemiro ở tuyến giữa. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil đang ở tuổi 31 và khó lòng tiếp tục chơi bóng đỉnh cao trong thời gian dài. Chính vì vậy, nửa đỏ thành Manchester tính tới những phương án dài hơi và chất lượng như Tchouaméni. Nhìn sang Liverpool, các cầu thủ ở tuyến giữa của đội bóng này không còn giữ phong độ đỉnh cao. Huấn luyện viên Jurgen Klopp muốn làm mới đội hình và Tchouaméni là phương án phù hợp. Tchouaméni cập bến Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng hè năm 2022 với mức phí là 85,3 triệu bảng. Tuy nhiên, Los Blancos không hề ngại bán lỗ ngôi sao này vào ngay mùa hè tới. Manchester United chính thức có tân binh đầu tiên, giá 60 triệu euro. Theo Martino, đội chủ sân Old Trafford có thể mang về tân binh đầu tiên trong mùa hè năm 2023. Vị trí của Harry Maguire tại Manchester United đang bị lung lay. Con đường trở lại đội một quỷ đỏ giờ trở nên rất khó khăn. Lý do là phong độ của Rafael Varane và Lisandro Martinez đang lên rất cao. Đồng thời màn trình diễn của cầu thủ 29 tuổi cũng kém thuyết phục mỗi khi được vào sân. Báo chí Anh cho rằng việc Harry Maguire chia tay Manchester United trong mùa hè năm 2023 có thể xảy ra. Điều này tốt cho Harry Maguire và ngược lại cho chính Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford mua Harry Maguire với giá 80 triệu bảng, nhưng phong độ của anh không ổn định. Chưa kể Eric Bailly hay Arsène Tourzébé cũng chuẩn bị rời Old Trafford. Và để chuẩn bị cho sự ra đi kể trên, Manchester United sẵn sàng chiêu mộ Kim Min-jae của Napoli. Quỷ đỏ đang theo dõi sát sao màn trình diễn của cầu thủ người Hàn Quốc. Kim Min-jae gia nhập Napoli từ Fenerbahce mùa hè này với giá 15,5 triệu bảng như sự thay thế cho Kalidou Koulibaly. Trung vệ 25 tuổi chơi nổi bật, liên tục lọt vào đội hình tiêu biểu và giúp Napoli vô địch Serie A. Anh được gọi là Virgil van Dijk mới của châu Á. Cũng theo nguồn tin nói trên, Manchester United đã thống nhất các điều khoản cá nhân với Kim. Hậu vệ này sẽ được tăng mức lương đáng kể khi chuyển đến Old Trafford. Mức giá của Kim chắc chắn không rẻ. Hiện nay, Napoli cài điều khoản phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này lên tới 43,5 triệu bảng, tức là khoảng 50 triệu euro. Song, quỷ đỏ có thể phải chi hơn 60 triệu euro cho thương vụ này. Napoli cũng luôn biết cách ép giá cầu thủ. Với việc Kim Min-jae đang chơi hay, Manchester United sẽ phải trả một số tiền không hề nhỏ.